Chào các mẹ, ngày hôm nay thì mẹ Mai đã được 36 tuần và mình sẽ đi làm thủ tục hồ sơ sinh. Nhiều mẹ thì cứ khủng bố mẹ Mai là ôi làm hồ sơ sinh phức tạp lắm, rắc rối lắm và rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên thì Thanh Mai nghĩ rằng là nó không khó khăn như vậy đâu. Ngày hôm nay thì Thanh Mai và cùng các mẹ sẽ đi làm hồ sơ đăng ký thủ tục sinh. Sau đó là chúng ta sẽ review cho các mẹ khác để thấy rằng là quy trình thủ tục nó cũng không khó khăn như các mẹ nghĩ đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhé. Nhiều cái đấy, bà Bắc Cương nhìn là trang trình lên cho. Bây giờ thì mình sẽ được các bác sĩ sẽ đo cho mình monitor để kiểm tra chỉ số nhịp tim thai với cả là cơn co của tử cung. Hiện tại bây giờ đang là 137 lần trên minh. Thực ra cái thai bên trong giới hạn từ 120 đến 160 lần sẽ là bình thường. Các mẹ thấy thú vị không? Nghe thì tiếng tim của con mình mà rất là to, rất là rõ. Sợ là lúc nhịp tim thai của mẹ, nhịp tim của mẹ không biết nhịp tim của mẹ còn đây. Nhịp tim này bác sĩ vừa nói là 137 trên 1 phút. Với cái nhịp tim này là chỉ số an toàn rồi đấy. Khá là yên tâm rồi ạ. Chị Mai à, đây là cái tim thai nhá. Đây là cơn co nhá chị nhá. Trên này nó sẽ có phần hình. Phần hình này đây nhịp tim đang là 140-145 phút. Cái tim thai nó sẽ dao động. Cũng như gọi là dao động từ 120-160 là bình thường. Đây là phần hiển thị cơn co. Cơn co, cơn vò khác nhau. Tại vì nhiều lúc em mấy các bạn chất mà rất chất những tháng cuối thì người ta gọi cái cơn co như thế nào, mà những tháng cuối thì là nhiều khi nó có những cái cơn co như nó là đến cơn co giả, ví dụ trẻ con em bé nó nghịch thì các thứ ấy, thì nó vò cứng ấy, thì đấy nó cũng là cơn co. Nhưng mà cái cơn co mà chuyển ra thực sự ấy, tầm độ khi nào mà bắt đầu những tháng cuối, chị theo tự theo dõi của mình 10 phút chị thấy được khoảng 2 hoặc 3 cơn đau, mỗi cơn đau đấy kéo dài. Hiện tại là 30 phút xong rồi nhé. Đây là cái quá trình tim thai và cơn co của chị này, và sẽ hiện trên phần này nhé. Hiện tại thì em nhìn qua đây thì kết quả nó cũng tốt thôi. Còn lát nữa chị sẽ được bác sĩ đọc lại cái kết quả cụ thể của chị nhé. Các mẹ thấy tiện không? Khi mà mẹ Mai khám và đo nhịp tim thai này, chỉ số các cái cơn co tử cung này, thì các điều dưỡng viên giúp cho mẹ Mai làm hồ sơ sinh, và tất cả những cái thông số này thì cũng vẫn lưu lại trong hồ sơ khám thai của mình trong tất cả các cái trạm mà mình khám. Nên là cảm thấy rất là yên tâm, đầy đủ các cái thông số mà rất là tiện. Mình đỡ phải đi thành 2-3 buổi mà bình thường thì sẽ phải đi rất là nhiều lần, nhưng mà khi mà chờ đợi như này thì các bác sĩ và điều dưỡng viên đã giải quyết hết tất cả việc hồ sơ rồi. Cảm thấy rất là tiện lợi và rất là nhanh chóng. Nhanh gọn xong xuôi, trong vòng 2 tiếng vừa khám tất cả các dịch vụ và vừa đăng ký làm hồ sơ sinh luôn, quá là nhanh. Thế nên là các mẹ cũng xóa bỏ cho mình cái suy nghĩ là làm thủ tục hồ sơ sinh rất là phức tạp, rắc rối đi. Mọi người thấy đấy, mẹ Mai không cần nhớ gì cả, nhớ đúng một mã số hồ sơ sinh của mình là bất kỳ lúc nào cũng có thể sinh em từ tuần này được rồi. Bây giờ xin chào mọi người nhá, mình sẽ đi về thôi.